Xin kính chào quý vị và các bạn. Tại Bắc Bộ sẽ có sự biến đổi thời tiết mạnh mẽ, trạng thái khô giáo có nắng sẽ được thay thế dần. Khi từ đêm nay áp cao lục địa di chuyển dần xuống phía Nam, gây mưa rông rải rác. Cục bộ thì có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50 mm, có nơi còn trên 100 mm. Cùng với mưa tăng thì nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm đáng kể, chỉ còn dao động là từ 21 đến 31 độ. Lùi xuống trung bộ, dưới tác động của áp cao lục địa thì phần từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa có thể lên tới từ 20 đến 50 mm, có nơi còn trên 100 mm. Trong mưa rông, cần đề phòng có tố lốc cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm. Nền nhiệt tại đây giảm nhanh, giao động từ 22 đến 31 độ. Phần còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối. Ban ngày trời nắng cùng nền nhiệt trong ngưỡng là từ 23 đến 34 độ. Xa hơn ở phía Nam, cả khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ có xu hướng giảm mưa do gió mùa Tây Nam hoạt động yếu Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn rông. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, với mức nhiệt tại Tây Nguyên dao động là từ 20 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo sẽ đến với những thông tin về cơn bão số 4 trên Biển Đông. Vào hồi 13 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm bão nằm ở trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15. Dự báo trong những giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng tây và sẽ suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến cấp 12 giật cấp 15 biển động dữ dội. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như là gió giật mạnh, nhiệt độ là từ 23 đến 31 độ.